Bạn có nhìn thấy gì hay không? Đúng rồi, trời đã thật sự quá tối. Con đường này chẳng có lấy một ánh đèn. Ánh sáng duy nhất bạn có hiện tại chỉ là đèn xe ô tô đang chiếu vào khoảng không vô tận. Sau ngã rẽ vừa rồi, hình như có điều gì đó hơi kỳ lạ một chút. Hôm nay bạn tới thành phố này lần đầu tiên. Bạn không biết mình đang ở đâu cả. Hay nói chính xác hơn, thì bạn đang bị lạc. Nếu đây là 50 năm về trước, hẳn là bạn cần một tấm bản đồ hoặc phải cố gắng đi thẳng để mong tìm thấy trạm xăng hay cửa hàng tiện lợi nào đó còn mở cửa. Số phận của bạn hoàn toàn nằm trong tay những nhân viên làm ca đêm. Và ai dám chắc họ không phải là người xấu. Nhưng bây giờ, thời gian đã ở năm 2024. Tất cả những gì bạn cần làm chỉ là cho tay vào túi, lấy chiếc điện thoại di động ra. Phần việc còn lại thuộc về tiện ích của công nghệ. Thậm chí nếu bạn đủ điều kiện, chiếc xe có thể đưa bạn đến nơi mà bạn muốn chỉ bằng một câu lệnh. Thứ công nghệ mà tôi vừa nhắc tới giúp định vị, hướng dẫn đường đi. Nó vốn chẳng có gì thần kỳ. Đó chỉ là GPS, công nghệ được tích hợp trên hầu hết thiết bị điện thoại di động hiện tại. Và nó được ra đời tại DARPA. Bạn có thể không biết DARPA là gì, nhưng sự thật là bạn đang có rất nhiều thiết bị đến từ DARPA trong túi. Điện thoại di động sử dụng vi xử lý do DARPA thiết kế. Họ cũng tạo ra pin để cung cấp năng lượng cho các bộ vi xử lý đó. Kết nối không dây cũng được nghiên cứu phát triển bởi DARPA. Ngoài ra còn có màn hình cảm ứng, microphone cho đến tính năng nhận diện giọng nói. Ngay cả Internet, thứ đang giúp bạn xem được video của vũ trụ nguyên thủy, cũng đến từ DARPA. Không khó để nhận ra, DARPA đã mang đến thế giới này những công nghệ không tưởng, giúp thay đổi thế giới một lần và mãi mãi. Thế nhưng đó chỉ là bề nổi của tảng băng chìm. Để đánh đổi lại sự phát triển công nghệ ấy là cả một âm mưu và những kế hoạch đen tối không được tiết lộ. Và tôi ở đây hôm nay để cùng các bạn tìm ra sự thật đằng sau những kế hoạch đen tối ấy. Có lẽ bây giờ là thời điểm thích hợp để tôi nói cho bạn biết DARPA là gì. DARPA là tên viết tắt của Cơ quan các dự án phòng thủ tiên tiến, trực thuộc Lầu Năm Góc của Hoa Kỳ. Người ta cũng thường gọi nó bằng một cái tên khá thú vị khác là nơi của những ý tưởng khoa học điên rồ. Vậy DARPA đã ra đời như thế nào? Vào năm 1958, Tổng thống đời thứ 34 của Hoa Kỳ, Dwight Eisenhower, đã chính thức thành lập Defense Advanced Research Projects Agency, hay tên viết tắt là DARPA, với mục tiêu phát triển các công nghệ tiên tiến nhất phục vụ đất nước. Tổ chức mới được xem như phản ứng của nước Mỹ trước sự kiện Liên Xô phóng thành công vệ tinh nhân tạo Sputnik. Sự ra đời của DARPA được nhiều người đánh giá là thật sự cần thiết và hết sức cơ bản cho sự phát triển của khoa học cũng như công nghệ quốc phòng tại Hoa Kỳ. Kể từ khi được thành lập, DARPA đã đóng góp nhiều trong công trình nghiên cứu khoa học công nghệ quan trọng khác nhau. Điển hình nhất chắc chắn phải kể đến việc họ phát triển ra ARPANET, một mạng kết nối tiền thân của Internet toàn cầu hiện nay. Không quá khi nói rằng, Internet chính là phát minh làm thay đổi thế giới rõ ràng nhất trong khoảng 50 năm trở lại đây. Hầu hết mọi người chẳng hề hay biết đến Internet cho đến cuối những năm 1990 hoặc đầu những năm 2000. Vậy mà ARPANET đã hình thành từ tận năm 1966. Xe tự lái từ những năm 1984, GPS vào năm 1973, vi xử lý, cảm biến chuyển động và giao tiếp không dây. Tất cả đều đặt nền móng cho một thế giới hiện đại phi thường như chúng ta thấy ngày nay. Công nghệ của DARPA luôn đi trước thời đại hàng chục năm, đưa con người tới với những tiện ích khó tưởng tượng. Nhưng mọi thứ liệu có đơn giản đến vậy? Bây giờ là nửa đêm, tại thành phố New York tráng lệ. Trong một góc của tòa nhà cao ốc, bạn đang chăm chú nhìn về phía xa với khẩu barrette trong tay. Dù tầm nhìn rất hạn chế, nhưng ống ngắm đêm trên khẩu súng cho bạn khả năng nhìn rõ mọi thứ trong bóng tối, từ con hẻm nhỏ cách đó gần 1 km. Cánh cửa bên đường mở ra, đó chính là mục tiêu của bạn. Bạn bắt đầu hít sâu, nín thở và đặt ngón tay lên cò súng.
Nhưng rồi đột nhiên một chiếc xe xuất hiện. Theo lẽ thông thường, mục tiêu của bạn sẽ nhanh chóng vào trong xe và chạy thoát. Nhiệm vụ gần như thất bại. Tuy nhiên, mọi thứ không dễ dàng như vậy. Bạn vẫn bắn đi phát súng đó với cải tiến mới của DARPA, vì đạn sở hữu cảm biến khoa học dẫn đường theo thời gian thực. Nó khóa mục tiêu và tự động tiếp cận để khi hoàn thành nhiệm vụ trong mọi trường hợp. Điều này nghe thật điên rồ, nhưng nó lại là sự thật. Quân đội Mỹ quả thực đã thử nghiệm thành công một loại đạn thông minh dành cho súng bắn tỉa, có khả năng thay đổi hướng trên đường đi để găm trúng mục tiêu. Việc thử nghiệm đã diễn ra từ nhiều năm trước. Tuy nhiên, mãi tới gần đây, người ta mới cho công bố một đoạn video về chương trình có tên là Exciter này. Đoạn video cho thấy, viên đạn thông minh đã thay đổi hướng đi giữa không trung để đối phó với sự di động của mục tiêu. Theo DARPA, đối với các tay súng bắn tỉa của quân đội, việc đeo bám mục tiêu di động trong những điều kiện không thuận lợi, chẳng hạn như gió to và địa hình bụi mù mịt thường thấy ở Afghanistan, là thách thức vô cùng lớn với công nghệ hiện có. Trong khi đó, việc các tay súng bắn tỉa có thể tấn công mục tiêu nhanh hơn và chính xác hơn là rất quan trọng. Vì bất kỳ phát đạn nào bắn trượt cũng có thể gây nguy hiểm cho cả đội, báo động cho kẻ địch biết đến sự hiện diện của họ và thậm chí tiết lộ cả vị trí ẩn nấp. Vì vậy, việc có được loại đạn với khả năng khóa chặt mục tiêu, đảm bảo tỷ lệ chính xác gần như tuyệt đối, sẽ mang lại lợi ích to lớn trên chiến trường. Hiện tại, ta mới chỉ biết được loại đạn thông minh này có thể bắn trúng mục tiêu ở xa hơn, trong điều kiện khó khăn hơn, chứ chưa có thêm thông tin chi tiết về nó. Tuy nhiên, dễ dàng thấy rằng, hầu hết các dự án mà DARPA tiến hành đều đáng kinh ngạc, như thể chúng bước ra từ phim khoa học viễn tưởng vậy. Ngoài đạn thông minh tự dẫn đường, ta còn có một dự án đáng kinh ngạc hơn mang tên Thiết kế vật liệu sống, hay Engineering Living Materials. Mục tiêu của dự án là tạo ra các vật liệu xây dựng có khả năng tự phục hồi trong trường hợp bị hư hỏng. Các cấu trúc vật liệu hiện đang được sử dụng cho các công trình xây dựng, nhà ở và cơ sở hạ tầng thường bị ăn mòn và hỏng hóc theo thời gian, gây tốn kém trong việc sản xuất, vận chuyển hay thay đổi môi trường. Khi đưa những nguyên liệu sinh học như da, xương, san hô, vỏ cây vào thiết kế vật liệu xây dựng, sẽ mang lại những lợi thế đáng kể cho những vật liệu mới. Nhờ các cấu trúc sinh học đó, vật liệu có thể phát triển và thích ứng với những thay đổi của môi trường, đồng thời sở hữu khả năng tự sửa chữa rất đáng kinh ngạc. Chưa dừng lại ở đó, dự án máu nhân tạo DARPA Blood Farming cũng là một dự án rất đáng chú ý. Dự án này được cho là nhằm cải thiện hiệu quả sản xuất và giảm chi phí cao liên quan đến việc phát triển các tế bào hồng cầu tạo ra máu. Nếu thành công, chương trình sẽ mở rộng đáng kể khả năng đảm bảo máu truyền cho binh lính và tại bệnh viện trên khắp thế giới và giảm nguy cơ nhiễm bệnh lây truyền qua máu. Nhưng kể từ năm 2013, chương trình đã không được nêu rõ trong các tài liệu ngân sách mới nhất và không có thông tin mới nào được công bố về nó. Và nếu bạn chưa đủ ngạc nhiên về hai dự án vừa rồi, thì có lẽ dự án này sẽ làm bạn phải vô cùng kinh ngạc. Bọ gián điệp DARPA là một phần của dự án lớn năm 2006 liên quan đến việc gắn thiết bị truyền tín hiệu vào côn trùng để dùng cho mục đích trinh sát, giám sát. Chương trình hệ thống vi cơ, điện côn trùng hay Hybrid Insect Micro Electro-Mechanical System do các nhóm nhà khoa học đến từ Đại học Michigan và Cornell chủ trì. Trong nhiều năm, các nhà nghiên cứu đã phát triển công nghệ có thể kiểm soát hành động của côn trùng. Sau đó, nhóm phát triển dự án cấy những thiết bị theo dõi tinh vi như máy quay hay thiết bị ghi âm vào cơ thể côn trùng. Do được cấy vào ngay từ giai đoạn đầu, nên cơ thể con nhộng và sau này là bướm cũng thích ứng tốt, không đào thải vật thể lạ trong suốt quá trình trưởng thành. Côn trùng đã cấy ghép sau khi phát triển hoàn chỉnh sẽ được tung ra những chiến trường ác liệt nhất để thu thập thông tin. Nhờ kích thước nhỏ, khả năng xâm nhập linh hoạt, dễ dàng tránh né hỏa lực, cộng thêm khó phát hiện, nên điệp viên côn trùng được kỳ vọng sẽ đạt hiệu quả cao hơn nhiều các loại máy bay không người lái do thám hiện nay, khó phân biệt được bằng mắt thường cũng như radar. Đến đây, mặt tối đầu tiên của DARPA cũng đã phần nào đó dần lộ diện. Bạn thấy đấy, nó không chỉ là nơi để nâng cao cuộc sống của con người, mà đồng thời cũng là nơi nghiên cứu ra các công nghệ nhằm kết thúc đi sự sống. Trên thực tế, phần lớn nghiên cứu của DARPA phục vụ cho mục đích chiến tranh, bao gồm cả các dự án nghiên cứu trên người.
Nổi bật nhất trong số đó là hàng loạt những ý tưởng nhằm tạo ra các siêu chiến binh với khả năng chiến đấu không tưởng. Cơ thể con người là một cỗ máy tuyệt vời được cấu thành từ nhiều thành phần khác nhau. Hệ thống xương và cơ bắp cho phép chúng ta vận động linh hoạt, được thể hiện qua nhiều hoạt động phức tạp như chạy bộ, nâng tạ, bơi lội. Tuy nhiên, nó vẫn có những hạn chế nhất định. Trên chiến trường, các hạn chế ấy sẽ trở thành yếu tố nguy hiểm chết người nếu không được khắc phục. Dapa biết điều này, và họ có kế hoạch với mục tiêu tăng cường sức mạnh, sức bền, sự tỉnh táo và sức khỏe tổng thể của các binh sĩ. Đối với tiêu chí tăng cường sức bền và sức mạnh, đầu tiên, xin giới thiệu với các bạn dự án Warrior Web, chương trình khung xương ngoài đang được nghiên cứu và thử nghiệm. Nó là một bộ đồ tác chiến khung xương mềm, nhẹ và linh hoạt, tương tự như một bộ đồ lặn. Sở hữu các cảm biến hiện đại và tân tiến, bộ đồ có thể giúp gia tăng sức mạnh cơ bắp, bổ trợ cho binh sĩ trong các nhiệm vụ di chuyển trên những địa hình khó khăn hay mang vác vật nặng. Bên cạnh đó, DARPA cũng phát triển một bộ đồ tác chiến khung xương cứng khác mang tên Hard Exoskeletons, giống như bạn hay thấy trong những bộ phim khoa học viễn tưởng Avatar hay Edge of Tomorrow. Những bộ xương này không chỉ tăng thêm khả năng chiến đấu cho binh sĩ, mà chúng còn được trang bị nhiều loại vũ khí công nghệ cao tân tiến, vượt trội. Hầu hết các hạn chế sinh học của cơ thể con người đều được hai dự án khung xương ngoài khắc phục một cách triệt để. Tuy nhiên, DARPA chưa hài lòng với điều đó. Họ còn muốn giúp cho binh sĩ của mình mọc cánh và bay lượn trên chiến trường. Chúng ta đang được chứng kiến bộ đồ phản lực jetpack, thứ sẽ biến người lính thành một Iron Man ngoài đời thực. Bạn thử nghĩ xem, thứ gì có thể đánh bại một người lính có khả năng bay lượn, được trang bị các cảm biến, cũng như bộ khung xương ngoài khắc phục mọi điểm yếu của cơ thể. Nhưng nếu chỉ có vậy thì DARPA không thực sự quá đáng sợ như tôi đã nói. Trong các dự án kia, tuy là có phục vụ cho chiến tranh, nhưng nó cũng chưa thực sự tác động tới thành phần sinh học vốn có của con người. Điều đáng sợ hơn trong các dự án nghiên cứu của DARPA là họ đã cho các binh sĩ sử dụng các biện pháp kích thích hay tác động khác trực tiếp tới não bộ để tăng cường khả năng chiến đấu. Ví dụ như chương trình CAP này cho phép người lính có được khả năng tập trung liên tục với hiệu suất cao trong tối đa 7 ngày. Hay chương trình Brain Initiative thậm chí còn kết nối não bộ của người lính với máy tính, qua đó giúp họ điều khiển máy bay không người lái và các hệ thống khác chỉ bằng suy nghĩ của mình. Các chiến binh giờ đây thực sự có thể đa nhiệm nhiều công việc một lúc, trong đó một phần não bộ đang phân tích địa hình chiến trường, phần còn lại điều khiển thiết bị không người lái. Đến đầu những năm 2000, mục tiêu mới của DARPA được nâng lên khi họ cố gắng tìm cách mang lại cho con người những khả năng siêu phàm mà không cần đến thiết bị hỗ trợ. Một chương trình cách mạng sinh học ra đời như hệ quả tất yếu nhằm hiện thực hóa mục đích ấy. Họ đang nghiên cứu cơ chế động vật sử dụng để tấn công, tự vệ và tái tạo lại sau chấn thương, rồi tìm cách ứng dụng nó lên người. DARPA tin rằng nếu họ có thể dịch chuyển các khả năng này lên con người, thì mọi biện pháp tăng cường thị giác, tự chữa lành chấn thương, thậm chí là mọc lại các chi bị mất là hoàn toàn khả thi, mà không cần tới sự can thiệp từ thiết bị bên ngoài nào cả. Nhưng nếu làm vậy, nó đồng nghĩa với việc bạn phải thay đổi DNA gốc. DARPA chắc chắn biết được điều này. Vì thế họ dành rất nhiều công sức nghiên cứu và phát triển tối đa công nghệ chỉnh sửa gen. Công nghệ mới có khả năng cắt đi các đoạn mã gen không mong muốn và lắp vào vị trí trống đoạn gen ưu việt hơn được chuẩn bị sẵn từ trước. Không chỉ là ý nghĩa quân sự, công nghệ gen mang tới ý nghĩa sâu sắc cho cuộc cách mạng trong y học với khả năng chữa khỏi các rối loạn di truyền, giúp loại bỏ hầu hết căn bệnh quái ác. Tôi không nghi ngờ gì về việc DARPA cố tạo ra các siêu nhân ngoài đời thực. Nhưng tham vọng lớn nhất của họ chắc chắn không phải chỉ có vậy. Có lẽ họ đang thật sự muốn tìm cách tiến hành một cuộc chiến tranh mà không có sự hiện diện của con người trên chiến trường. Nhưng họ định làm điều đó bằng cách nào? Câu trả lời rất đơn giản. Đó là sử dụng robot. DARPA bắt đầu nghiên cứu chế tạo robot sát thủ vào những năm 1960. Dự án đầu tiên mang tên Sharky của họ nhìn rất đơn giản và không có được hiệu quả cao. Và đến tận những năm 2000, sau hàng chục năm phát triển cùng sự hợp tác với Boston Dynamics, ta mới thấy được bước đột phá trong chương trình Big Dog. Những robot bốn chân mà bạn đang thấy có thể mang hàng hóa vũ khí cực nặng và di chuyển trên địa hình khó khăn theo hướng dẫn một cách dễ dàng.
ngay bản thân chúng cũng có thể được trang bị vũ khí như súng bắn tỉa hoặc súng máy để tham chiến. Không những vậy, khi cần người ta có thể sử dụng chúng để tự động theo dõi binh lính khả nghi của quân địch. Qua thời gian cải tiến từ Big Dog, ta có một phiên bản nâng cấp đáng kể hơn mang tên Atlas Robot. Ra mắt vào năm 2013, Atlas tạo ra ấn tượng mạnh mẽ khi có thể chạy nhảy và vượt chướng ngại vật vô cùng thành thục. Điều này có được là nhờ việc sử dụng AI. Atlas đã tự học được cách đi bộ và sau đó là chạy nhảy, rồi đến những động tác phức tạp khác như hiện tại. Nhà báo điều tra Annie Jacobson đã đưa tin về DARPA trong nhiều năm. Cô nói rằng, không còn nghi ngờ gì nữa khi Lầu Năm Góc đang đầu tư mạnh vào robot chiến binh hơn bao giờ hết. Kế hoạch đến năm 2038 của họ hướng đến chiến tranh hoàn toàn bằng robot. Không có bất cứ binh sĩ nào được phép thiệt mạng thêm nữa. Các loại vũ khí như robot chiến binh hay tên lửa đạn đạo như thế này chắc chắn có thể hoàn toàn thay thế sự hiện diện của con người trên chiến trường. Nhưng bạn nghĩ sao nếu tôi nói rằng DARPA chưa thấy hài lòng về điều đó? Đúng vậy, họ đang có tham vọng tiến thêm một bước nữa để tạo ra chiến tranh mà không cần đến cả sự điều khiển của con người. Bây giờ hãy nhớ lại phần đầu video một chút. DARPA luôn đi trước công nghệ dân sự hàng chục năm. Vì thế có lẽ ta cũng không mấy ngạc nhiên khi ngay từ những năm 1960, họ đã phát triển các máy tính có thể độc lập học hỏi và mô phỏng tình huống. Mục tiêu của chúng là tạo ra các chiến lược quân sự bằng cách chạy các giả định có thể diễn ra, rồi học hỏi cách xử lý sao cho hiệu quả nhất. Để hình dung cụ thể hơn, thì có lẽ bạn cần phải xem bộ phim này. War Games ban đầu được xây dựng câu chuyện theo hướng khoa học viễn tưởng về một nhà khoa học già sắp qua đời và được cứu bởi một thiên tài. Nhưng rồi sau đó cuộc gặp gỡ giữa hai biên kịch của bộ phim với Peter Schwartz, một nhà nghiên cứu thuộc Viện Nghiên cứu Stanford, đã thay đổi tất cả. Có thể bạn không biết, Viện Nghiên cứu Stanford hay SRI là nơi tạo ra nền bóng cho nhiều chương trình khoa học quan trọng của chính phủ cũng như quân đội Mỹ. Ngoài ra, Viện còn có quan hệ mật thiết với CIA, NSA và cả DARPA từ lâu. Peter Schwartz vốn bị mê hoặc bởi một thế giới công nghệ thông tin dày đặc, nơi có những hacker tài năng nắm quyền kiểm soát mọi thứ. Ông gợi ý cho hai nhà biên kịch làm một bộ phim về thiên tài máy tính trẻ tuổi nào đó chiếm quyền điều khiển một siêu máy tính quân sự. Cảm thấy ý tưởng thật sự táo bạo, Parkes và Lasker, hai nhà biên kịch đã gặp chuyên gia bảo mật máy tính Willis Ware của Rand Corporation. Willis đảm bảo với họ rằng ngay cả một máy tính quân sự an toàn nhất cũng có thể có quyền truy cập từ xa, cho phép làm việc từ xa và khuyến khích các nhà biên kịch tiếp tục dự án theo hướng này. Vào thời điểm bộ phim ra mắt, trùng hợp thay, DARPA cũng đang làm việc trên siêu máy tính quân sự của riêng mình. Và đây là cách hoạt động của nó theo như họ mô tả. Chiếc máy tính sẽ chạy và xử lý 10 tỷ lệnh mỗi giây để nghe, nói và suy nghĩ như con người. Mức độ tư duy mô phỏng tình huống của nó sẽ sánh ngang một phần với não bộ con người, thứ công cụ phức tạp nhất thế giới. Đây chính là dạng AI ở mức độ tân tiến bậc nhất, dù mới chỉ ở giai đoạn sơ khai. Với trí tuệ nhân tạo, mục tiêu loại bỏ hoàn toàn yếu tố con người khỏi một cuộc chiến tranh đã có thể hoàn thành. Tất nhiên, nó cũng cần đi theo từng bước hoàn thiện. Đầu tiên là hỗ trợ binh lính bằng công nghệ, sau đó tới loại bỏ sự có mặt của họ trên chiến trường, và cuối cùng là thay thế luôn vai trò điều khiển chiến tranh của họ cho AI. Ngày nay, chúng ta đang chứng kiến sự hiện diện của AI ở khắp mọi nơi, và mọi người đều có thể tiếp cận nó vô cùng dễ dàng. 70% dự án của DARPA đã và đang sử dụng AI hoặc tập trung vào học máy. Họ bắt đầu nghiên cứu nó vào những năm 1960 và thành công xây dựng hệ thống AI của riêng mình, một máy tính nhận dạng giọng nói vào những năm 1970. Năm 1983, dự án sáng kiến điện toán chiến lược đã nhận được hàng tỷ đô la cho nghiên cứu AI. Các nghiên cứu vẫn kéo dài cho đến hiện tại và liên tục được hoàn thiện mỗi ngày. Tuy nhiên, khi mà trí tuệ nhân tạo còn chưa bước vào giai đoạn đột phá công nghệ, thì vào những năm 1990, DARPA đã khởi động một dự án khác thậm chí còn tham vọng hơn. Dự án đó được liệt vào danh sách bí mật tuyệt đối và nó đang có ảnh hưởng tới cả tôi và bạn ngay bây giờ. Bạn có nhớ cái cách mà động cơ hơi nước đã châm ngòi cho cuộc cách mạng công nghiệp vào cuối những năm 1720 không? Internet cũng đang thay đổi thế giới theo cách tương tự như vậy. Đầu những năm 1990, thế giới chứng kiến sự bùng nổ của các công ty khởi nghiệp dựa trên nền tảng của Internet. Những công ty này nhận được hàng triệu đô la các khoản đầu tư từ thị trường tài chính để đổi lấy quyền truy cập vào nguồn tài nguyên khổng lồ cũng như vô số dữ liệu cá nhân có giá trị.
các tổ chức như DARPA, CIA hay NSA muốn thu thập dữ liệu để tạo nên hồ sơ sinh trắc học trên không gian mạng của tất cả mọi người, nhằm xác định khả năng phạm tội của mỗi cá nhân. Tôi sẽ mô tả nó đơn giản hơn qua một mệnh đề như sau. Nếu A là kẻ xấu, B cũng là kẻ xấu, và cả hai người họ cùng có thói quen truy cập vào một số trang web nhất định, thì rất có thể những người cùng truy cập vào trang web đó sẽ là kẻ xấu. Vậy nên ta cần phải theo dõi họ chặt chẽ hơn. Đúng vậy, họ đang thu thập dữ liệu cá nhân của bạn để phân tích, nhận định hay làm bất cứ thứ gì họ muốn từ nó. Nhưng phần lớn vẫn là để đảm bảo cho an ninh quốc phòng và quản lý tội phạm. Nhưng không gian Internet rộng lớn tới vậy, làm sao để họ theo dõi được số lượng khổng lồ các cá nhân? Hơn nữa, việc trả tiền cho các công ty công nghệ để sử dụng dữ liệu là bất hợp pháp. Nếu bạn là CIA, NSA hay DARPA, bạn không thể ghé qua một công ty khởi nghiệp trên Internet và yêu cầu họ xây dựng cho bạn một chương trình giám sát kỹ thuật số toàn bộ các khách hàng của họ được. Làm như vậy là quá mạo hiểm. Công nghệ dùng để theo dõi, thu thập dữ liệu cần phải được nghiên cứu và tài trợ một cách bí mật tuyệt đối. Vậy nên, vào năm 1994, diễn đàn Highlands đã được thành lập. Diễn đàn Highlands hay nhóm Highlands được thành lập như một tổ chức tư vấn kết nối giữa các công ty công nghệ và các tổ chức có nhu cầu. Nơi đây chuyên dành cho việc trao đổi, thỏa thuận qua lại giữa các quan chức chính phủ, các học giả, nhà nghiên cứu và giám đốc điều hành từ các công ty công nghệ và quốc phòng. Những gì họ trao đổi luôn được giữ kín, không có hành động ghi âm hay lưu trữ nào được phép hoạt động trên nền tảng. Mặc dù diễn đàn bí mật này gần như chẳng có thông tin gì trên Internet, nhưng nó thực sự có ảnh hưởng sâu sắc đến chính sách quốc phòng của người Mỹ, đặc biệt là về phát triển công nghệ. Họ chỉ là một tổ chức tư nhân, không kế toán, không kiểm toán, không chịu ảnh hưởng từ các yêu cầu của đạo luật tự do thông tin. Chúng là một đường dẫn hoàn hảo cho các trao đổi mà bạn hoàn toàn không muốn ghi chép lại vào sổ sách. Tuy nhiên, thay vì ngồi chờ đợi các công ty công nghệ có được lượng thông tin, dữ liệu cần thiết, các tổ chức còn thúc đẩy tài trợ, đổ tiền cho các hoạt động nghiên cứu nhằm có được nhiều dữ liệu hơn nữa. Cũng trong năm 1994, chương trình MDDS đã được triển khai. Chương trình này sẽ tài trợ cho các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu và các công ty sở hữu cơ sở dữ liệu lớn. Từ đó, diễn đàn Highlands sẽ giúp xác định nhu cầu và điều phối các khoản tài trợ đó đến đúng đối tượng. Để giữ kín thông tin về các trao đổi, việc giải ngân các khoản tài trợ cũng phải bí mật. MDDS được tổ chức rất chặt chẽ với rất nhiều phòng ban khác nhau, nhưng không ai biết được đồng nghiệp của mình đang làm nhiệm vụ gì. Tuy nhiên, tất cả chương trình tổng thể vẫn được quản lý bởi CIA, NSA và tất nhiên là cả DARPA. DARPA có tiền, có tổ chức tư nhân hoạt động trên diễn đàn Highlands đang tìm kiếm đối tác và có luôn chương trình tài trợ vốn. Cơ hội được chia đều cho tất cả các nhà nghiên cứu, bao gồm các tổ chức hay cá nhân có khả năng xử lý, cung cấp cho họ lượng dữ liệu cần thiết. Trong hoàn cảnh đó, một dự án đầy hứa hẹn đã xuất hiện. Hai sinh viên tốt nghiệp Stanford đang làm việc để tạo ra một công cụ tìm kiếm, hứa hẹn mang lại khối lượng dữ liệu của hàng tỷ người. Trong những năm 90, việc tìm kiếm trên Internet là cực kỳ khó khăn, do các công cụ tìm kiếm như là Vista hay Lycos quá kém thông minh để hiểu bạn đang muốn tìm kiếm điều gì. Chúng thường cho ra các kết quả dẫn tới những trang web hay blog không hề liên quan. Công cụ tìm kiếm mới của hai sinh viên Stanford thì hoàn toàn ngược lại. Nó bằng một cách thần kỳ nào đó trả về cho bạn kết quả vô cùng chất lượng nằm ngay tại trang đầu tiên. Hệ thống sử dụng một kỹ thuật tối ưu hóa mang tên Association Rule Mining hay quy tắc kết hợp. Quy tắc này giả định các trường hợp có hành vi giống nhau để cho ra kết quả cuối cùng. Ví dụ, những người đang tìm kiếm một từ khóa cụ thể có cùng xu hướng nhấp vào một kết quả nào đó. Và ngược lại, những người quan tâm đến cùng một nội dung có xu hướng tìm kiếm chung một từ khóa. Nếu ngay bây giờ bạn tìm kiếm từ khóa giày đá bóng, hệ thống sẽ ngay lập tức cho rằng bạn thích môn thể thao này và khả năng cao là bạn cũng đang còn trẻ. Bạn càng tìm kiếm nhiều thì hệ thống càng có nhiều thông tin để giả định về bạn thông qua thói quen tìm kiếm. Bằng cách sử dụng loại thông tin mà bạn sẵn sàng cung cấp, những sinh viên Stanford đã thu thập được vô số hồ sơ sinh trắc kỹ thuật số cho riêng mình. CIA, NSA và DARPA tất nhiên là biết về dự án này. Thông qua Quỹ Khoa học Quốc gia, MDDS cùng Diễn đàn Highlands,
họ tài trợ cho dự án. Nếu đến giờ bạn vẫn chưa đoán ra được hai sinh viên mà chúng ta đã nhắc đến suốt mấy phút vừa qua, thì hãy nhìn lên màn hình. Họ lần lượt là Sergey Brin và Larry Page. Còn công cụ mà họ phát triển thì chính là Google mà chúng ta đang dùng. Bạn sẽ không thể tìm thấy MDDS hay diễn đàn Highlands trong các câu chuyện về nguồn gốc của Google ở thời điểm hiện tại. Nhưng trong tài liệu năm 1998 của Brin and Page, họ đã cảm ơn DARPA về một sự giúp đỡ to lớn. Bạn có thể tìm xem thông tin này ở trang 116 phần 7 như đang thấy trên màn hình. Tuy nhiên chúng ta không ở đây để nói về mặt tối của Google, mà là về DARPA. Việc chúng ta bị Google thu thập thông tin sau cùng cũng sẽ về với cái gốc là các cơ quan đầu não đằng sau. Và đó cũng chỉ là một phần trong mặt tối tổng thể mà chúng ta chưa đề cập hết. Năm 1961, Tổng thống John Kennedy nhậm chức. Lúc đó, nước Mỹ có đồng minh ở khắp mọi nơi trên thế giới. Nhưng Hoa Kỳ cũng có không ít những đối trọng khác được hậu thuẫn bởi Liên Xô. Kennedy hứa rằng ông sẽ ngăn chặn sự ảnh hưởng của Liên Xô đến thế giới. Nhưng đây có lẽ là nhiệm vụ cực kỳ khó khăn, bởi họ đã đổ hàng tỷ đô la vào hệ thống tên lửa và công nghệ quân sự, thậm chí là cả hàng không vũ trụ. Đối đầu trực tiếp không phải là một ý tưởng khôn ngoan. Vì thế Tổng thống Kennedy cam kết duy trì hòa bình, nhưng vẫn muốn có thêm nguồn lực về khoa học công nghệ quốc phòng. Ông hiện đại hóa quân đội, tăng gấp đôi ngân sách cho DARPA và cho họ thời gian để phát triển công nghệ đó. Trong khi bước vào giai đoạn chiến tranh lạnh với Liên Xô, nước Mỹ cũng tham gia các chiến trường khác trên khắp thế giới, trong đó có Việt Nam. Tại đây họ phải đối mặt với chiến tranh du kích cực kỳ lợi hại của chúng ta. Tình hình Việt Nam, theo các mô tả, là cực kỳ tồi tệ khi quân giải phóng ẩn mình trong những tán rừng rậm rạp và thực hiện các cuộc tiến công không thể ngăn chặn. Nhưng rồi, DARPA đã đề xuất một giải pháp cho vấn đề nan giải này. Một giải pháp để lại nỗi đau ngàn đời đối với người dân Việt Nam ta. Chính DARPA đã phát triển các loại thuốc diệt cỏ được đặt tên theo màu sắc thùng chứa dùng để rải xuống, tiêu diệt thảm thực vật. Bạn có thể biết nhiều về chất độc màu da cam, nhưng có lẽ ít ai biết rằng nó còn bao gồm chất hồng, chất tía, chất trắng và cả chất xanh da trời. Nhiều trong số chúng chứa hàm lượng dioxin độc hại ở mức cực cao. Người Mỹ thực sự đã sử dụng các chất độc này trong chiến dịch mang tên Ranch Hand. Chiến dịch Ranch Hand là một chiến dịch của Hoa Kỳ trong cuộc kháng chiến chống Mỹ của Việt Nam, thực hiện việc giải chất độc hóa học xuống các khu rừng nhằm triệt hạ khả năng ngụy trang và ẩn náu của lực lượng quân giải phóng miền Nam và quân đội nhân dân Việt Nam. Trên thực tế, các loại chất độc hóa học được sử dụng, đặc biệt là chất da cam, đã để lại những hậu quả nặng nề đối với môi trường và sức khỏe con người. Khoảng gần 80 triệu lít chất khai quang diệt cỏ đã được giải xuống Việt Nam trong giai đoạn 1961 đến 1971. Trong đó, riêng chất độc da cam là gần 44 triệu lít. Theo lời Thượng nghị sĩ Mỹ Gaylord Nelson, bình quân mỗi người ở Việt Nam, kể cả phụ nữ, trẻ em, phải hứng chịu gần 3 kg chất độc hóa học do Mỹ giải xuống. Trong cuốn Chemical and Biological Warfare, phóng viên Mỹ Shamal M. Hirst đã trích dẫn một nghiên cứu vào năm 1967 của Toichi Fukushima, trưởng tiểu ban nông nghiệp Ủy ban Khoa học Nhật Bản, cho thấy tác động khủng khiếp từ các chất độc hóa học. Theo đó, các cuộc tấn công phá hoại mùa màng của Hoa Kỳ đã hủy diệt 3,8 triệu mẫu anh đất trồng trọt ở Việt Nam, gây ra cái chết của 1.000 nông dân và 13.000 gia súc. Hiện nay, ước tính ở Việt Nam có khoảng 4,8 triệu người bị nhiễm chất độc da cam, khoảng 500.000 trẻ em bị dị tật bẩm sinh và 2 triệu người khác mắc bệnh ung thư và các chứng bệnh khác có liên quan đến các loại chất khai quang được sử dụng trong cuộc chiến. Còn tại Hoa Kỳ, các cơ quan y tế có thẩm quyền ước tính có khoảng 250.000 cựu binh Mỹ chết sớm do hậu quả của chất da cam và các biến chứng từ nó. Tiến sĩ James Clary, một nhà khoa học phục vụ trong không lực Hoa Kỳ, người đã thiết kế các thùng chứa chất độc hóa học đặt trên trực thăng và cũng là người viết báo cáo tổng kết về chiến dịch Ranch Hand đã thừa nhận. Khi chúng tôi tiến hành chương trình về thuốc diệt cỏ trong những năm 1960, chúng tôi đã được cảnh báo về khả năng hủy hoại của thuốc diệt cỏ đã nhiễm dioxin. Thậm chí chúng tôi còn được cảnh báo rằng thuốc diệt cỏ theo công thức quân đội có nồng độ dioxin cao hơn các loại thuốc diệt cỏ dân sự vì giá thành thấp và thời gian sản xuất ngắn. Tuy nhiên vì sản phẩm được sử dụng trên đối phương, nên không ai trong chúng tôi tỏ ra quan tâm thái quá. Chúng tôi không bao giờ hình dung ra cảnh binh lính của mình cũng sẽ bị nhiễm độc. Và nếu xảy ra tình huống này, chúng tôi mong chính phủ của chúng ta sẽ trợ giúp các cựu chiến binh bị phơi nhiễm. Có lẽ đúng như người ta vẫn hay nói, sự tiện nghi nào cũng có cái giá của nó.
Ngày nay Internet cho chúng ta thông tin, Google cho chúng ta kiến thức và thậm chí là cả tiền bạc. Nhưng đổi lại, ta cũng phải trả lại cho các thế lực đứng sau điều mà họ muốn. Mặt tối của DARPA cũng có thể không đáng sợ tới vậy. Bởi các khả năng mà chúng ta bàn tới, dù sao cũng chỉ mang tính kép nối, suy luận, chứ không hoàn toàn là chắc chắn. Vậy nên, nếu có thể, hãy xem đây như một đề tài thảo luận thú vị để tìm hiểu và nghiên cứu sâu hơn. Những tổ chức như DARPA chắc chắn là không hề ít trên thế giới. Họ thực sự có những đóng góp to lớn cho sự phát triển của nhân loại, nhưng cũng có nhiều bí mật đáng sợ bị che giấu. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi nội dung hôm nay. Vũ trụ Nguyên Thủy xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Chúc các bạn có một ngày tốt lành bên gia đình.